Xin chào các bạn nha. Hôm nay review cái món canh. Canh cái này là cá xay nha các bạn. Cá xay. Canh cá xay. Cá người ta xay vào chợ người ta bán các bạn. Cà chua. Cà chua. Nấm rơm. Hành lá. Hành lá. Nhìn món này cũng khá là ngon các bạn ơi, hành lá. Cá viên mình xay nha các bạn. Cá xay á, mua ở chợ. Mình về mình nấu cà chua. Bây giờ mình thử, mời các bạn ăn thử xem nó ngon không nha. Đây. Cũng ngon các bạn, cá ngon. Có không? Có nấm rơm nữa, ngọt các bạn. Mời các bạn ăn nha. Ngon các bạn. Thử cái này con ngon. Cũng được. Cũng được, không ngon lắm, không bằng món này. Mình xin nhắc lại cho các cá xay, cà chua, nấm rơm và hành lá nha các bạn. Và hành lá tất nhiên phải có gia vị nha các bạn.